xin được mặc mai này. Vị nặng nhọc ngày hôm qua ấy. Vợ con đâu thấy cảnh này. Vẫn bà chung tiền xong gì? Ngày này không chung đúng không? Có chung chốc. 60 à? Không nộp 100 thì cũng nộp 60 à? Chị Loan cũng chung. Rồi bà thâu tiền chưa? Rồi thâu tiền chưa? Không, chị á. Tụi bà tự thâu chưa? Tự lấy học, lấy bỏ dụi thôi chứ. Mày đợi tao mà nhớ tao lái thì thôi. Cái này mày đi dành đi cứu năm cho ăn tất điều. Quên rồi 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 hằng nó có qua không? Thằng nó ngay hết, thằng nó trầm hứa luôn. Nhiều không? Ừ. Mình thấy viêm viêm. Viêm mà áo. Có viêm viêm không á? Ấn. Nhưng mà cũng có ấn. Nhỏ nhỏ. Được. Nhìn thấy thì thấy được đó. Baby to.
cháu là thấy ăn nhạo rồi. Chứ là hậu sự gì. Thích cộng mùn nó như thế này. Thì... có sáu rồi. Ừ. Lâu rồi. Mai cái lại đi chọt à? Dạ. Biết chỗ gì nè lại? Chưa à. Tú về sẽ có cô xem. Mời máy về đó. Chị không biết chị chưa đó. Mời giùm đi ăn gì. Mời cái tờ còn đó không đó. Cái là giá của mời. Ê, các bà nói là làm đi đâu mà đi đó. Nè, túi gì không? Cali là nay chọn. Cali chọn là hợp lý rồi đó. Ra hợp lý. Chưa chọn còn muốn. Mày muốn riêng của họ má hết riêng rồi. Không phải đâu. Không, cho đi chọn. Cái gì? Chọn đi, chọn sao? Không, biết đi chọn. Chọn có thể có bị không ạ? Ừ, chứ không biết đi, cho đi. Kìa, họ khỏi đi ra ngồi rồi. Thôi mà không có, còn lắm đâu có. Mấy cái chị đâu có sợ đâu. Đó là được y chụp được mũi không, không sợ. Không có bị kiểu như nó lên là an toàn lắm. Thấy nó nới hàng ra một hàng bị... Sợ là sợ cái sắp khó không mày thôi. Không, không, một hàng cũng làm nhiều hàng lắm cái đây nè. Đông lên đó. Nhanh ổn mà, vô chợ xong. Có kiểu mà dính chùm nhau vô nên không có khả năng lay những cao chứ. Cái này còn khá nhiều lắm.
Nhưng chờ lâu. Đặt trong còn nhiều.